Nhà đất đi Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trên hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage và website nhadatdihung.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay Hùng sẽ gửi đến cô bác anh chị chúng ta một căn nhà với diện tích ngang 7 sâu 7 m, thiết kế một trệt 3 lầu, hướng Tây Nam nha quý vị. Tọa lạc trên trục đường Phan Huy Ích, ngay ngã tư Quang Trung và Phan Huy Ích, sát bên siêu thị MH2. Và căn nhà này thì thiết kế một trệt và 3 lầu, nhà thiết kế có gara đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt thờ và sân thượng trước sau. Và giá bán chỉ hơn 5 tỷ thôi nha quý vị. Chúng ta đang ngắm nhìn mặt tiền mặt chính căn nhà này. Mặt tiền được thiết kế rất là đẹp. Nhà thì xây mới và tặng kèm full nội thất bên trong. Con đường trước nhà lên tới 8 m này, đường xe hơi nha. Đường này cách mặt tiền đường chính đường Phan X khoảng tầm 100 m thôi nha quý vị. Và sát bên trong đây thì chúng ta sẽ có một công viên mini này, có cây xanh và có chỗ đậu xe hơi rất là thoải mái và dễ dàng, cũng như là quay đầu xe hơi thoải mái luôn nha mọi người. Và căn nhà này thì chủ nhà đang chào ra với mức giá bán rất là thấp, chỉ hơn 5 tỷ một tí thôi. Quý vị sẽ cùng em nhìn lại mặt tiền mặt chính căn nhà mình nữa này, căn nhà ngang 7 sau 7, căn nhà vuông. Và chúng ta sẽ vào bên trong nhé. Dưới tầng trệt thì quý vị sẽ không gian phòng khách, phòng bếp. Nếu gia đình chúng ta có xe hơi thì quý vị vẫn có thể đổ xe hơi trong nhà được luôn nhé. Thì ở đây thì có tủ giày dép này, sofa, tủ kệ tivi, tủ kệ trang trí, bên trên có đèn trần, đèn led. Kế bên đây thì quý vị sẽ có không gian phòng bếp với bàn ăn 4 ghế kết hợp với tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu là gỗ sồi. Và kế bên khu vực bồn rửa sẽ là không gian cửa sổ ra khu vực mặt tiền chính. Và ở đây thì quý vị nhìn thấy dưới tầng trệt thì được ốp gạch 80 này, nhà làm rất là đẹp và được chủ nhà tặng kèm full nội thất bên trong. Quý chị mua thì chỉ việc xách ba ly quần áo về ở thôi. Nếu gia đình chúng ta sử dụng gara xe hơi thì cái phòng khách chúng ta sẽ nhỏ lại một tí nhá. Đây là không gian phòng vệ sinh với lavabo rửa mặt bên ngoài, và bên trong đây sẽ là vòi tắm hoa sen, bồn cầu ở dưới không gian phòng vệ sinh. Đây là Huy Hùng quay ngược từ phía sau ra. Một căn nhà ngang 7 sâu 7 m, một căn nhà vuông, đường trước nhà tới 8 m, đường nhựa, khu nhà lầu đồng bộ an ninh, xe hơi xe tải vào thoải mái và dễ dàng. Giá bán chủ nhà đang chào ra là 5 tỷ 590 triệu đồng, còn thương lượng. Quý chị cô chú quan tâm căn nhà này thì alo ngay về cho bên em Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình đến tham quan và sở hữu trực tiếp căn nhà. Và quý vị sẽ cùng di chuyển lên khu vực lầu 1, chúng ta chỉ đến với 2 phòng ngủ đầu tiên. Nhà chúng ta có 4 phòng ngủ và có 3 phòng vệ sinh. Phòng ngủ số 1 thì sẽ có đầy đủ nội thất này, bao gồm giường ngủ 2 m, chăn ga, gối đệm, bàn trang điểm, tủ áo, quạt gió, máy lạnh, cửa sổ ra mặt tiền chính và ra ban công. Ở đây là không gian phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ với đầy đủ nội thất tặng kèm. Bên này là bàn trang điểm, tủ áo và bên trên là máy lạnh Daikin. Phòng ngủ số 1 được ốp gạch 60. Qua bên đây chúng ta sẽ đến với không gian phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 ở căn nhà thì có ban công nhé. Phòng này thì có giường ngủ cũng 2 m này, chăn ga, gối nệm, tủ áo, máy lạnh, cửa sổ ra mặt tiền chính và ban công được trồng cây xanh. Đó, chúng ta nhìn thấy này, có ban công rất là thoáng mát nhé. Đây là không gian phòng ngủ số 2. Và hai phòng ngủ thì sử dụng chung một phòng vệ sinh ngoài, bao gồm bồn cầu, lavabo rửa mặt, bồn tắm đứng, vách ngăn, vòi tắm hoa sen và gương soi, đèn led. Quý vị sẽ cùng em di chuyển lên khu vực lầu 2. Chúng ta sẽ cùng em Hùng đến với không gian phòng ngủ số 3 và số 4. Khu vực cầu thang ở đây thì ốp đá hoa cương màu trắng đen, tay vịn gỗ căm xe, lan can kính cường lực. Di chuyển lên không gian lầu 2, chúng ta sẽ đến với không gian phòng ngủ số 3 và số 4. Nhà mua thì chủ nhà sẽ để lại toàn bộ nội thất bên trong. Và với tài chính hơn 5 tỷ như thế này, chúng ta sẽ có ngay một căn nhà xe hơi ngủ trong nhà. Thì phải nói là một sự lựa chọn tuyệt vời nha quý vị. Phòng ngủ số 2, số 3 cũng đầy đủ nội thất này, thiết kế rất là đẹp, có máy lạnh Daikin một ngựa tặng kèm, có thêm bàn trang điểm, tủ áo. Và ở đây thì quý vị đang đến với không gian phòng ngủ số 2, số 3. Qua bên đây sẽ là không gian phòng ngủ số 4. Nhà này thì quý vị ở đại gia đình cũng được, mua cho con em mình đi học, mua cho con em mình ra ở riêng đều tuyệt vời. Phòng ngủ số 4 ở căn nhà chúng ta đây, bên ngoài đây là ban công. Và tiếp tục lên trên, quý vị sẽ đến với không gian phòng thờ và không gian sân thượng, giặt đồ, phơi đồ nhé. Giá bán là 5 tỷ 590 triệu đồng, còn thương lượng hướng Tây Nam. Quý vị có chú quan tâm đến căn nhà đường 8 m, xe hơi vào tận nhà, ngang 7 sâu 7, tọa lạc ngay trục đường Phan X sát bên ngã tư Quang Trung và Phan X này. Hãy gọi về cho em Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình. Đây là không gian phòng thờ này, chúng ta sẽ có không gian phòng thờ rất là rộng nha quý vị. Và ở đây là khu vực không gian giặt đồ, phơi đồ và sân thượng. Bên này chúng ta có khu vực để máy giặt này. Khu vực để máy giặt này thì bên trên chủ nhà đã lợp mái rồi nha quý vị. Và khu vực này chúng ta để máy giặt, phơi đồ, giặt đồ thoải mái và dễ dàng. Hướng nhà là hướng Tây Bắc,
à, Tây Nam, Tây Tứ Trạch, giá bán 5 tỷ 590 triệu đồng còn thương lượng mạnh. Quý vị có chú quan tâm căn này alo về cho Hùng theo số hotline 0918 178 677. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.